Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cái sản phẩm VST Priam của hãng Neutral CSP là cái 14 Kalisui. Thì mình thấy cái hãng Neutral CSP này, mình thấy là các cái quảng cáo của nó về các cái VST Priam ở đây nó khá là tốt. Mình thấy quảng cáo rất nhiều trên các cái Facebook của mình cũng như là trên cái YouTube cũng như là Balabala, các trang tìm kiếm của mình thấy là nó quảng cáo khá tốt. Thứ hai là các cái giao diện cực kỳ đỉnh. Mình thấy thiết kế rất là ok, ổn và ra mình cảm thấy review của họ về phần âm thanh rất là ngon. Thế nên là mình mới download thử cái bản trial, tức là bản dùng thử của nó về mình xài thử xem. Thì như các bạn nhìn thấy ở trong cái này nó giá là 119 đô, đúng không ạ? Và mình cảm thấy là 119 đô mà mua một cái Bias FX 500 đô thì phải. Xong mấy cái kia thì liệu có bằng cái 14 này không? Thì mình đã dùng thử cái 14 này, mình cảm thấy là chất lượng hoàn toàn có thể vượt trội so với những cái sản phẩm khác. Vì mỗi tội một cái là các bạn phải mua theo kiểu mà pack riêng của nó. Ví dụ như là cái tiếng của 14 thì nó sẽ khác, cái chất tiếng của Omega Arm Works thì nó sẽ khác, cái chất tiếng của từng cái này nó khác. Thì tùy vào nhu cầu của bạn, bạn sẽ mua theo từng bộ tiếng cho phù hợp với tiếng của bạn, tức là phong cách của bạn mà thôi. Thì mình thấy là thứ nhất là về giao diện của nó, bạn hãy nhìn qua là cái giao diện về sử dụng của nó rất là đẹp. Ở trên trang chủ của nó mình nhìn qua mình đã thấy rất là ok rồi, rất là sát thực với cả các Priam thực tế luôn, không có gì gọi là sai. Ngoài ra nó sẽ có những cái phần về các cái phơ đề pan rất cool ngầu, bạn hãy nhìn thấy phơ đề pan rất cool ngầu ở đây, và rất nhiều các cái hướng dẫn hoặc là rất nhiều các phần đọc tham khảo. Và mình cảm thấy là cái VST này khá là ok. Tuy nhiên nó chỉ dùng cho 64 bit VST thôi nhá các bạn nhé. Các bạn dùng tốt cho Windows và Mac, ok, đều rất ok. Thì bây giờ mình đã download về và mình cài rồi. Đây, wow, các bạn nhìn thấy cái giao diện nó rất là đẹp đúng không ạ? 14, thì mình sẽ review cái 14 này trước. Thì các cái khác nó cũng tương tự thôi. Nhưng mà mình là mình kiểu thích metal mà kiểu tiếng nó không được sâu quá. Mình hay đánh kiểu metal nhưng mà ở dạng standard. Thành ra mình thích cái tiếng game mà nó sáng một chút, nó không bị quá u tối, nó không bị dính. Bình thường khi các bạn chơi những cái dòng mới như kiểu dòng Netflix cái gì đó, những cái dòng mới bây giờ ấy, thì các bạn rất ưa những tiếng rim mà nó đậm, nó sâu. Tuy nhiên là những cái người mà kiểu như là nghe metal mà thích một chút gọi là sự rõ ràng một chút heavy thì nó dùng những dòng như kiểu 14 này rất là ok này, nó rất là sáng màu, tiếng rất là ok. Và các bạn nhìn thấy thứ nhất là dây giao diện, mình cảm thấy cái giao diện của cái này rất đẹp. Thứ nhất là có arm này, có 3 vị trí nhé, các bạn nhìn thấy trên này có 3 vị trí. Thứ nhất là vị trí của các cái đề pan này, vị trí của cái preamp, vị trí của cái cabinet của mình đúng không ạ? Ở phần trên này có phần chỉnh của nó là, thứ nhất là input là nhập tín hiệu đầu vào, tức là âm lượng của đầu vào là bao nhiêu, bạn phải tăng giảm âm lượng ở đây. Gate là cái phần cổng dùng để tắt những phần âm thanh có tín hiệu thấp để mình giảm noise khi mình không thu âm. Ở đây có chế độ mode nó bị tắt rồi, thì tất nhiên là mình đang dùng bàn dùng thử nó sẽ tắt cái chế độ mode đấy đi, nó chỉ để chế độ mình stereo thôi. Ở đây có hai chế độ sample rate, tức là chất lượng cao và chất lượng bình thường, tức là bạn muốn nghe thử ở chất lượng cao hay chất lượng bình thường. Có các cái preset cho các bạn này. Đó, rất nhiều preset của các artist, ở đây ít nhất cũng phải tầm 10 ông rồi. Và các cái preset mặc định có sẵn của hãng to. Các phần save preset và load preset đây, có thể search các preset ở đây. Ok, khá là ok. Phần output là âm lượng đầu ra. Ở trong phần depend này thì bạn có thể nhìn thấy là sẽ có 3 cái depend, tức là 3 cái bàn đạp chính. Thứ nhất là bàn đạp về gate. Mình cũng không hiểu tại sao ở đây là có gate rồi mà ở đây lại có gate. Có lẽ là cái gate này thì nó hiệu quả hơn cái gate này. Giả dụ như mình tắt cái gate này đi, bạn sử dụng cái gate dưới này cũng ok nhá. Nếu mà dành cho những bạn nào mà kiểu như sử dụng depend, có những bạn nào mà có căn gate này lên cũng được. Mình nghĩ là hai cái gate này nó tương đương với nhau rồi, chẳng có cái gì cả. Mà tại sao lại làm hai cái nhỉ? Khó hiểu thật. Cái này là phần drive này. Drive này thì nó
sẽ lửa override vẫn cả lửa distortion, còn rig tiếng nó là gằn đó, override tiếng nhòe, còn rig sẽ là tiếng gằn, tùy theo cái sắp xếp của bạn mà bạn sẽ sử dụng nó sẽ khác nhau. Ở phần preamp này bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ có ba loại preamp đúng không ạ, ba chế độ preamp. Thứ nhất là tiếng clean, thứ hai là tiếng override, thứ ba là tiếng distortion 1 đúng không ạ. Và như các thanh trên công cụ bạn để nhìn thấy ở trên này thì đối với tự dạng clean này thì nó chỉ có cái phần gain này thôi đó. Phần override thì nó sẽ có gain 1 và gain 2 ở đây đúng không ạ. Ở phần distortion bạn có thể nhìn thấy cái gain 1 gain 2 ở đây, nhưng mà cái tiếng gain nó sẽ nặng hơn đó. Và các cái lún bật này thì nó đã bật sẵn cho mình rồi, hay là bạn dùng thử của mình không bật được cái này nhỉ. Đó, bật tắt các cái chế độ này nhá. Ở đây có khóa bật tắt này. Đó, bạn có thể nhìn thấy cái khóa bật tắt cái headstock, cái head arm của mình này. Còn ở dưới này là cái cabinet. Cabinet bạn có thể nhìn thấy ở đây là có hai cái mic này, bạn có thể di chuyển cái mic này theo vị trí mà bạn muốn, âm thanh mong muốn này. Đó. Ở đây bạn có thể lựa chọn cái loại mic mà mình mong muốn, ví dụ như mic bên trái này thì bạn có thể chuyển sang mic condenser hoặc là condenser hoặc là mic reborn tùy vào cái nhu cầu bạn, hoặc là bạn lót những cái thông số mic mà ở trên mạng nó có sẵn để mình lốp vào đây tạo hiệu ứng âm thanh tốt hơn. Ở đây cũng thế này đó, mình thấy khá là ok này. Ở đây có phần mục pan trái pan phải, tức là âm thanh nó hoàn toàn sang bên trái hoặc là hoàn toàn sang bên phải, tức là khi mình gửi tín hiệu đầu ra ấy, thì mình có thể là cho hai tín hiệu này sang cùng một bên hoặc hai tín hiệu này sang hai bên khác nhau để nghe có sự chênh lệch giữa hai bên tai, nghe độ dày hơn. Ok, vậy thì mình sẽ test một cái preset trước này, mình có thể là test preset default trước này cho các bạn nghe tiếng nhé, chất tiếng rất là hay luôn. Ở đây mình sẽ sử dụng cái đàn là đàn Grover Jackson tuổi thọ 25 và cắm trực tiếp vào trong cái audio interface của mình là cái UA25EX. Đó, nó cũng bình thường thôi. Và ok, bây giờ mình sẽ test tiếng cho các bạn. Bạn có thể nghe thấy là tiếng rất là gằn, rất là khỏe. Mình đã sử dụng cái BASF, không phải chê cái BASF đâu, mà thật sự cái BASF không được cái tiếng nó gằn mà mình kiểu thích. Thật ra nó cũng là do cái chất am thôi. Bình thường khi người ta làm, mình hay làm nhạc ấy thì mình cũng hay sử dụng VST, và mình dạo này mình có xu hướng là sử dụng VST gốc, tức là stock gốc của cái phần mềm làm nhạc của mình. Tuy nhiên là đối với những cái phần mềm làm nhạc, cái stock gốc của nó thì nó chỉ có những cái giới hạn về tiếng mà thôi. Còn đối với những cái loại này thì nó sẽ có cái tiếng đặc trưng cho nó. Ví dụ như là thông tin thì tiếng nghe rất là sáng. Và mình cảm thấy là cái tiếng mặc định của nó, ví dụ là tiếng mặc định, tức là cái setting mặc định của nó là tiếng nó không bị nát, tiếng rất ấm, rất đẹp. Nó không bị nát như kiểu bass, bass thường thường khi các bạn chơi á, các bạn sẽ thấy là tiếng nó rất là nát, nó không được tròn như cái tiếng này đâu. Kể cả khi bạn sử dụng cái Guitarix của hãng Native ấy, thì nó cũng là một cái VST, nhưng mà tiếng nó sáng hơn tiếng của Beats một tí. Tuy nhiên là nó cái thông số khi nó nhập đầu ra đầu vào nó không có độ nảy của cái preamp này. Các bạn nghe thấy cái tiếng preamp này nghe rất là ok, rất là khỏe. Và bây giờ mình sẽ đi vào từng cái, và bây giờ mình tắt hết tiếng của headarm và của cái cabinet, mình để mỗi tiếng của cái phần các cái pan này thôi, các cái phơ cục này thôi. Sẽ tắt hết tất cả các tiếng này đi. Ok, tắt cả cái gate này đi luôn. Đây là tiếng của cái đàn guitar của mình. Ok, mình bật gate lên này. Bây giờ mình sẽ thử cái drive của nó này. Tăng một tí level lên này. Thank you.
tiếng dry này rất nhẹ nhàng, rất mượt. Các bạn có thể nghe thấy là tiếng dry rất nhẹ nhàng, rất mượt và giữ lại rất nhiều được âm thanh gốc, nó không bị mất cái tiếng khi mình click vào cái dây này. Đó, bạn có thể thấy là khi mình lướt qua các dây thì nghe vẫn còn rất là rõ ràng, nó không bị nhòe như các cái plugin khác. Thật sự mình cảm thấy rất là kinh ngạc về cái plugin này. Mình có sử dụng một số các plugin của các hãng khác nữa, thì có một số hãng thì nó sẽ cho cái tiếng dry này này nó rất là gằn, có tức là tùy từng loại dry nó sẽ khác nhau, nhưng mà mình cảm thấy tiếng này rất ok nhá, rất nhẹ nhàng, rất mượt, rất tình cảm luôn. Đó, bây giờ mình để gốc lại, bây giờ mình sẽ để tiếng rig xem. Tiếng gích nghe rất mạnh mẽ, rất rõ ràng, tơn từng tiếng một, ngọt lắm. Các bạn đã nghe thấy là tiếng tiếng thực sự, cái tiếng của cái preamp này nghe tiếng rất là ngọt, mịn dã man luôn. Đấy, các bạn nghe thấy là tiếng rất chắc của từng cái nốt luôn, nó không bị dính nốt. Nghe rất chắc lốt luôn, không bị ấy luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ để tắt hack lại đi này. Mình sẽ để tiếng clean thôi. Và bây giờ mình sẽ bật cái headamp này lên và mình để chế độ clean của cái headamp nhé. Đây này. Đó, bây giờ chỉ có headamp thôi. Chắc rất lầy luôn các bạn. Wow, đã trưởng thật. Mình không ngờ luôn. Bây giờ mình bật hết này lên nhé. Đó, đó. Tiếng rất chắc rất lầy luôn các bạn. Và bây giờ mình sẽ bật cái preamp và bây giờ mình thử cái override này. Đó, tiếng chắc phết đi sau phần. Bình thường khi mình dùng cái bass FX hoặc là sử dụng cái amplitude hoặc là sử dụng một số các cái VST khác thì mình cảm thấy tiếng nó sẽ như thế này, nó không được như này, nó không khỏe được như này, nó mềm hơn một chút và nó bị nó thêm một chút amp của nó vào thì nó cũng chỉ được thêm một tí gọi là gần thôi. Ngoài ra là các vấn đề về các bạn có thể nghe thấy tiếng noise trong này nó rất là mượt, nó không bị kiểu tạch tạch nổ tín hiệu như các cái VST khác. Khi mình sử dụng cái amplitude mình hay bị mắc vấn đề là khi mình bị lỗ tín hiệu rất là nhiều. Còn khi sử dụng Fortin bạn hãy nghe thấy là không bị lỗ tín hiệu khi mình bịt đó. Tức là cái phần gate của nó trả về rất mượt. Đó. Nó không bị dừng được luôn. Đó, ok. Và cái gain này thì rất là hay ở là chỗ là nó sẽ gain high và low ở đây tùy các bạn chọn. Rất là tuyệt luôn. Nói chung là mình cảm thấy thứ nhất là về cái tiếng nó đã thấy hay rồi, chứ đừng nói đến những cái khác. Bây giờ mình bật cái cabinet lên này. We'll be right back.
đẹp các bạn, nhìn đẹp vãi luôn ạ. Nghe phê phết. Đây điều chỉnh được cái vị trí của cái mic này luôn. Nghe rõ ràng luôn. Phê phê phê. Có gì âm lượng, có chỉnh âm lượng vào trái phải, ví dụ mình cho hết sang bên phải. Đây cho sang phải. Đó, cho sang trái này. Wait, wait, wait. Còn đây là chỉnh phây này, bật phây lên là nghe nó đảo tai vãi. Ok vậy. Bây giờ mình sẽ test một số các preset của nó này, ví dụ như là của Amaro Muscle này. Cái này cũng phải tùy thuộc đàn nữa, ví dụ như là một số các loại nghệ sĩ ở đây thì có lẽ mình nghĩ là do đàn của họ khác, cái pick up lẫn như là cái tiếng của cái đàn nó khác thì họ sẽ căn theo tiếng đàn của họ làm sao cho phù hợp. Nhưng mình thấy chất lượng tiếng rất là ok, rất là hay, chất lượng tiếng rất là hay. Giữ được cái tiếng rung này. Ủa nghe sạch thế mẹ. Ok, như vậy là mình đã review xong cái Neutral, cái 14 KV Setsui thì mình cảm thấy là hoàn toàn ok, hoàn toàn chất lượng, hoàn toàn tốt, hoàn toàn hay. Tiếng nghe rất hay, rất phê, rất chắc và rất, nghe rất thích, rất mịn. Âm thanh, phần âm thanh tay mình đánh và phần âm thanh ra nghe rất thực. Mình thấy cái này tốt hơn nhiều cái preamp khác mà chúng ta đang đồn đại, ví dụ như là BASF X hoặc là Amplitude, hoặc là cũng có thể là mình không biết sử dụng cái BASF, hoặc không biết sử dụng Amplitude, hoặc là mình không sử dụng Ring, Guitar Grid. Thì ngày trước mình có sử dụng mấy cái đấy rồi nhưng mình cảm thấy nó hoàn toàn không thể đáp ứng được. Thứ hai là cái tiếng để nó ra được cái tiếng đúng chất đúng màu của cái từng cái preamp của nó không hoàn toàn được như cái này. Tại vì cái này nó tận 120 đô một cái, trong khi là mua một cái như kiểu là Amplitude thì như là có 200 mấy đô, với cả cái BASF-X nó có khoảng tầm 500 đô thì hoàn toàn là một cái chuyên biệt của riêng từng dòng với giá đắt, trong khi là cái kia thì nó lại đủ các loại dòng, thì cái này đó là nó có ưu thế hơn, cái nào chuyên nó ưu thế hơn. Và bạn, và để phải mua tất cả các cái bộ sao tiếng của nó thì mình nghĩ các bạn phải mất hơn 1000 đô để có thể bạn phải mua được hơn tất cả sao tiếng của nó, thì cũng hơi tốn tiền đó. Thì nhưng mà chất lượng thì đúng là phê thật.
Đó, xin chào các bạn, chúc bạn làm nhạc vui vẻ. Hẹn các bạn ở các clip lần sau. Mà có tiền thì mình cũng mua đấy.